Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn đừng quên rằng là cứ thứ năm và chủ nhật thì shop Mercedes ở bên sẽ được giảm giá 25% và cộng 20% nữa là 45% của một nick. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn vào xem này, nó sẽ giá trị nó như thế nào ạ. Chẳng hạn cái nick này 59 tướng và 83 skin nhá, giảm 25% còn 2 triệu 6 và giảm tiếp 20% nữa là cho là 3 triệu thì giảm còn tầm khoảng 2 triệu nữa. Một cái nick 3 triệu rưỡi mà các bạn sử con còn tầm 2 triệu để các bạn có thể mua mua một cái nick thì nó còn bài chạy như nào ạ? Mình sẽ xem nhá. Nick này còn thừa hai viên đá quý và có hai chất tè thôi. Thì nick này sẽ có bao nhiêu đây? 59 tướng, 83 skin ạ. Và nó chỉ có tầm xấp xỉ còn tầm 2 triệu hơn một chút để các bạn sở hữu một cái nick tài khoản VIP như thế này. Và để khoảng tầm 500 nghìn 1 triệu các bạn có nhá. Giảm 45% mà. Đây. Chẳng hạn nick này là 1 triệu rưỡi này, giảm 25% còn 1 triệu mốt này. 50 tướng và 32 skin ngập 90 này. Và giảm tiếp 20% nữa là tổng 45% nhá, là còn khoảng tầm vài trăm nghìn ạ, 7 hay 800 nghìn một cái nick này thì sẽ có nó sẽ được gì nhá. Con thứ hai viên đảo quỷ này. Đây, thứ hai viên đảo quỷ nhá. Và các bạn thích đổi gì đổi này. Rồi, 50 tướng 32 skin này. Có mình có bà Ngọc nào. Đấy. Nick chỉ còn mấy trăm nghìn các bạn. Ôi bà Ngọc 90 chuẩn ạ. Đây này, chuẩn Ngọc 90 các bạn nhá. Đấy. Nó rất là bài cháy, cho nên là vào thứ bảy chủ nhật các bạn đừng quên rằng nếu muốn mua một cái nick VIP thì các bạn hãy vào tài khoản VIP giảm 20% nhá, 25 tầm 40% đấy, à 45%. Còn bây giờ thì mình sẽ dành tặng tiếp các bạn hai nick nhá. Sẽ tặng các bạn hai nick 50.000 để tri ân các bạn vào xem clip sớm nhá. Đây, đừng quên rằng hãy hướng dẫn giúp mình các bạn vào mua nick shop mercedes.vn nhá, giới thiệu bạn bè giúp mình ạ. Đây, mình sẽ mua các bạn hai nick này. Các bạn nhớ tạm dừng lại và chụp ảnh phóng to lên để đăng nhập vào nhá. Và các bạn hoàn toàn đổi được mật khẩu ấy. Đấy. Nick 50.000 này. Hải Cú Té Hơn Kiếu này, mật khẩu là Úp C3 này. Nick thứ hai là tấm tấm nhất 05024 này. Rồi, ok. Mời các bạn này chơi đòn siêu phần. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với cầm ná 1001 cách làm thế nào để chúng ta chiến thắng tất cả mọi kèo đấu. Và ngày hôm nay thì kèo đấu giữa Cafeni Toro đối đầu với Van Heijn và Arum là một kèo đấu rất là khó. Thì đây một kèo đấu cửa dưới thì làm như thế nào để chúng ta có thể là vượt qua kèo đấu này và giành chiến thắng ạ? Thì trong mỗi cái clip nào cũng như vậy, chúng ta sẽ có 3 bước và rất là cơ bản trong một cái trận đấu. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ so sánh tương quan lực lượng, sức mạnh của team mình, bản thân mình và bên team địch. Chẳng hạn như Cafeni chắc chắn sẽ không đối đầu với Van Heijn được ở giai đoạn đầu game, bởi vì Van Heijn sở hữu cho mình choáng rất nhiều và có những chiêu thức nó rất là mạnh ở giai đoạn đầu game. Thì tương quan ở giai đoạn đầu game chúng ta sẽ không đâu, nói chung sẽ không đối đầu được với Van Heijn hay In. Thì thay vì cách, chúng ta sẽ có những cái cách gì, lựa chọn cách gì để đối đầu với nó ạ? Thứ nhất, chúng ta sẽ solo cứu về nó khi nó hết chiêu choáng, chúng ta lao lên. Hoặc chúng ta có thể là chọn cách, có thể là chờ rừng binh gánh, rồi có thể là phản gánh một cách tốt đâu đấy. Hoặc là chúng ta có thể chọn một cách phám hoa rồi chờ tím gánh. Đấy, thì ba cái khả năng này thì mình sẽ không đánh giá cao khả năng đầu tiên và khả năng thứ ba. Và mình sẽ chơi cái gọi là cái cách thứ hai. Mình sẽ phám bình thường và chơi rừng gánh. Và lúc đó sẽ đánh nhau. Các bạn nên nhớ rằng khi tất cả các bạn chơi một tiền xạ thủ nào đi đường dưới thì các bạn sẽ được dành nhiều cái sự ưu ái nhất trong cái team của tất cả các bạn. Hoặc các bạn sẽ bị ké nhiều nhất trong cái team của các bạn. Chẳng hạn các bạn sẽ bị thằng rừng team nó gánh. Nhưng chúng ta mà phản không bị thằng rừng nó gánh cái lần đầu tiên mà không bị chết thì đồng nghĩa chúng ta đã thành công được giai đoạn đầu tiên rồi. Vì khi bản thân đi rừng mà nó có gánh binh lên đầu tiên mà không giết được mình thì nó sẽ có một cái gì đó gọi là giảm nhụt cái chỉ khí gánh của nó. Đấy, cho nên là chắc chắn thằng nào nó sẽ gánh binh cho mình. Mèo biết nó gánh khi nào cả. Những thời gian hợp lý nhất là thời gian con rồng ra. Và mình nghỉ có thằng nào nó chuẩn bị gánh. À đây. Vừa nói xong đây các bạn nhá. Đây nó tao chơi bị chết luôn như ổi mất một nửa cái máu rồi. Đấy. Thì đầu tiên đây các bạn hãy nhớ khi tất cả chúng ta đi đường xạ thủ ấy. Đấy, khi các bạn hãy đến nửa cho mình rằng chúng ta sẽ đánh thấp ở giai đoạn phút thứ 2 phút. Đấy, giai đoạn 2 phút là cái giai đoạn tất cả rừng hai bên đã phám hết. Và cái thời gian đó là thằng rừng của hai bên nên tròn gánh thằng nào ạ. Nếu mình mà cầm xạ thủ đánh cao đường ở cái giai đoạn đấy thì auto bị gánh. Nhưng chúng ta sẽ hạn chế đang không bị gánh ở giai đoạn đâu. Thì thằng rừng sẽ quay ngược lại và nó sẽ phám hết một cái tên lính bua của nó. Thì phải mất tầm thêm 1 phút rưỡi đến tầm 2 phút nữa, là tầm 4 đến 5 phút thằng rừng bị gánh mình lần 2. Thì trong khoảng thời gian đó chúng ta nên làm gì ạ? Thì bởi vì các bạn phải nên hiểu là Cafeni là một vị tướng bên late game. Chúng ta phải biết như vậy.
Nếu solo với Arum và Văn Héo thì chúng ta sẽ đến để những chiêu thức gì ạ? Văn Héo và Arum thì hai vị tướng mạnh nhất với hiệu ứng khống chế cứng. Và bản thân Cavani thì các bạn phải đến sở được gì ạ? Rất sợ bị khống chế cứng. Cho nên anh bò anh đánh điện. Anh đánh méo hỉ cả rồi, thích cái thế này. Rồi, lên luôn. Arum còn chưa bá nhá, nhưng mà không xa đây 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 đây, chưa một này. Bụp, ôi không chết kìa. Mình sẽ bật tốc. Rồi, chạy chạy nhanh này. Chắc chắn Văn Héo không thể được mình đâu. Đây 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 đây. Rồi, ok sống rồi. Ngon quá. Và tiền tuyển hai bên là thông báo rằng là Nagarot chết và Arum và con Giroud chết thì mình rất hiến pha đấy. Và cái cách chơi của Cavani ở trận đấu này thì mình lên khuyến các bạn nên chơi cách phổ thông nhất và thường mình thấy ở tái thiết đấu. Cavani là một tướng vị tướng các bạn nhé, mình sẽ nói có một chút để các bạn hiểu cách chơi của mình. Cavani là một vị tướng cơ động rất là kém, cho nên chúng ta không thể nào lựa chọn Cavani di chuyển cả các bản đồ. Ăn cái trụ này xong ra mít, ăn xong ra tên, ăn rồi đi di chuyển bản đồ, cái đó là không hiệu quả. Cho nên cách chơi hiệu quả nhất của vị tướng Cavani đó, chúng ta sẽ đe một đường, chúng ta sẽ chơi thẳng một đường luôn. Chẳng hạn như là tầm phút thứ 7, thứ 8 khi mà Cavani có một cái lượng đô đầu tiên đấy, chẳng hạn như cái thành kiếm và có thêm một biểu đô là 2 biểu đô đi, thì đó cái giai đoạn mà Cavani nó mạnh nhất, nó có thể solo cứu được con Văn Hé Ím hoặc có thể là con Bát rất tốt. Thì đó cái giai đoạn chúng ta sẽ, đó là giai đoạn 2 các bạn nhé. Giai đoạn 2 là giai đoạn chúng ta sẽ đe đường và khi mất kẻ thù một rồi đấy. Cho nên là hiện tại mình có băng ngọc hơi máu cho nên mình sẽ không cần phải về nhá. Và giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ là phám hoa đường của mình Văn Hé Ím và tránh bị phản gánh thôi. Chúng ta chơi xạ thủ, mình sẽ nói tiếp tất cả các bạn những cái điều nên lưu ý khi chúng ta chơi xạ thủ. À thích chơi luôn này, rồng này đấy, ăn con rồng sao mới chơi luôn này. Đây là một vị tướng cầu điện rất tốt và Văn Héo các bạn nhé. Văn Héo này, Văn Héo con liêm này, chơi luôn này, bắt đấy. Rồi rồi, cân hai, phải cân hai xong này. Mình nói thẳng các bạn, khi Cavani sử đấy đấy, thích chạy đi đâu các bạn, thì thấy mình thả diêu chưa? Khi Cavani ăn được cho mình tâm ba màng ở giai đoạn này ấy và có được cho mình cái thành kiếm sớm ở phút thứ 5, thứ 6 ấy thì mình khẳng định luôn, team địch nó sẽ nát với mình. Và đây là bước qua cái giai đoạn thứ hai nhá. Bước qua giai đoạn thứ hai khi mà cái trụ của team địch bị phá hoặc cái trụ team mình bị phá. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn khi mất trụ thì sẽ xáo trộn lại các bước di chuyển ạ. Thì mình thường, các bạn thường chơi là sẽ chọn một cái cách là đi kiểu khác đánh, nhưng không, mình sẽ chơi trực diện ở cái đường bot, đường rồng này luôn. Mình sẽ đánh thẳng đường rồng này luôn khi có con Toro cover cho mình. Ơ trời ơi, rồi chết luôn này, quá ghê ạ. Các bạn có thể thấy là khi lên thành kiếm thì bắn thằng Nagarot hai phát thì gần chết. Và mình xin lưu ý một chút khi các bạn chơi Cavani ạ, là khi các bạn bắn Cavani, đây 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 phản này, cái quả chiếm một này, bắt. Ôi dồi ôi, cái lượng đám các bạn thấy chưa ạ, nó quá ghê luôn ạ. Nhiều bạn chơi con Cavani các bạn phải biết cách hack đám ạ. Cách hack đám Cavani như nào, nó khá đơn giản thôi. Thì khi tất cả các bạn hãy để cho mình cái chế độ bắn nội tải là gọi là bắn súng siêu thánh ấy, thì nó sẽ bắn liên tục như vậy. Khi tất cả các bạn kích hoạt chế một ấy mà trong cái giai đoạn bắn ấy thì cái lượng đám nó sẽ được cầm rốt ngay lập tức và sẽ không phải hồi thời gian hồi chiếu bắn đấy. Chẳng hạn khi tất cả các bạn kích hoạt chế một ấy thì nó bắn tốc độ bắn khá chậm, nhưng khi tất cả các bạn đã bắn nội tải này chuyển qua chiêu một bắn một phát thì nó rất là nhanh đấy. Đấy là cách chúng ta hack đám. Và thường chiêu một là cũng là cái chiêu để kết liễu cái lượng đám cuối của một vị tướng nhanh hơn đấy. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc cho mình, chiêu một của vị tướng Cavani này nó rất quan trọng để có thể dồn đám cuối các bạn nhé, có thể kết thúc cái lượng đám cuối cùng rất là tốt. Cho nên các bạn hãy cân nhắc dùng chiêu một thật hợp lý. Đó là cái điểm mà Cavani cần lưu ý. Còn cái điểm thứ hai trong trận đấu này thì mình sẽ phân tích luôn, chỉ cần con Arum mà trỏi lại mình, thằng Ná nhảy vào, mình sẽ nằm xuống. Thì phải làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ tránh được chiêu 3 con Arum và sẽ tránh, thậm chí bây giờ mình không sợ con Nagarot các bạn nhé. Mình có cái cúng ta má thôi, thì mình không sợ Nagarot. Sợ duy nhất của mình là bị con Arum trỏi, xong bị một số vị tướng dồn sát thương. Rồi, mình đã nói qua những cái mà cần tránh trong trận đấu này rồi. Còn cái lối chơi trận đấu này như thế nào ạ? Chúng ta sẽ đe thẳng một đường này ạ. Tại vì sao? Các bạn có thể nhìn thấy đường trên, đường biết của mình nó khá bình thường. Nhưng chúng ta nên tập trung vào một cái đường mạnh nhất để chúng ta chơi. Chẳng hạn trận đấu này, Cavani là một vị tướng dừa game và lép game rất mạnh. Thì chúng ta sẽ gây áp lực trầm trọng liên tiếp và sẽ gây áp lực ở đường dưới này, sẽ thu hút được team địch ở về đây. Và chắc chắn bản thân Cavani, các bạn nên nhớ rằng hiện tại đây là cái thời gian mạnh nhất của vị tướng Cavani này. Đấy, cho nên cách chơi khi tất cả các bạn cầm keo đổi đầu ấy, Cavani hiện tại bây giờ các keo đổi đầu
ở giai đoạn đầu game đều thua tất cả các vị tướng còn lại. Nếu có hơn thì hơn anh Moren nhá. Nếu có hơn là hơn Moren các bạn ạ. Đấy, còn đi với các xạ thủ còn lại thì đều kèo thua và giai đoạn đầu game rất yếu. Một bắn chết kìa. Các bạn thì còn tí được không? Chờ bị trò rồi. Chơi bắn, chơi luôn. Được bắn nè. Mình được bắn chơi luôn. Cung ta ma bật phần này. Ôi sắp rồi, chết rồi. Ôi mày thế, bắn bốc quái. Ui giời. Đây là một cái pha nó khá là hên xui của mình các bạn nhá. Thực sự một cái pha này nó nằm ngoài dự tính của mình. Đấy. Nhưng mà dù sao thì cái thế trận này các bạn nên nhớ cho mình rằng khi chúng ta chơi thêm, mình không biết là spray là con nào cả. Nhưng các bạn cầm cà phê đi. Điểm mạnh nhất của cà phê đi là chúng ta đẩy thẳng một đường, gây áp lực một đường trầm trọng. Đấy, từ giây phút rửa game rồi đi nhá. Chứ không phải cứ nhất thiết các bạn sẽ sánh và sẽ mới làm được đâu. Cái thế trận này nó làm được tất cả mọi tình huống. Khi cà phê đi đạt vào giai đoạn tầm 7 đến 8 phút là cái giai đoạn chúng ta nên đi một đường ạ. Gây chúng ta sẽ đi một đường và hút cái sự chú ý của team địch về. Và thằng Kim rút ở trên nó sẽ rất là mạnh và tất cả team địch của mình sẽ mạnh. Và các bạn yên tâm, nếu chúng ta có chết thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Chắc chắn luôn. Bị quảng cáo nha, mình sẽ để giả sử nếu mà mình đi thế này chết thì sẽ bị riêng ạ. Chắc chắn cái trụ của mình sẽ không mất. Bị quảng rất là cao ạ. Chúng ta đánh cáo khi nào là cũng là thể chủ động. Đấy. Cho nên là trận đấu này thì mình sẽ có sơ lược lại cho bạn một chút. Đầu game chúng ta sẽ farm. Và quan trọng nhất chúng ta sẽ trong vòng 2 phút chúng ta sẽ tránh cái đợt gánh của thằng rừng tìm địch. Khi 2 phút đó thì chúng ta khi con rồng ra thì chúng ta có thêm 2 phút nữa là khoảng thời gian chúng ta được farm, được đánh. Bởi vì thằng rừng nó sẽ quay trở lại farm rừng của nó và sẽ không gánh mình trong cái vòng đến tầm 4 phút. Thì trong khoảng 4 phút đầu game chúng ta có thể tập trung farm và hạn chế combat giao cánh với xạ thủ tìm địch để chúng ta không bị chết, không bị thọt, để chúng ta đạt cái lượng va nhất định nào đó. Khi chúng ta có thể cái lượng ba nhất định ở đó thì chúng ta sẽ kéo được giây phút trong giữa game. Chơi luôn thì cũng ta mà dám bá anh ghi đu lên đây. Đấy, khi chúng ta kéo được giai đoạn giữa game rồi, chúng ta sẽ đẩy thẳng một đường và thế trận nó xảy ra như thế này đấy. Còn cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu thì mình sẽ có rất nhiều cách kết thúc trận đấu, nhưng vì Caffeine này, cách kết thúc trận đấu tốt nhất trong trận đấu này là chúng ta cứ giết từng người một. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng hiện tại bây giờ team địch nó sẽ không tập trung nắm thang và nó sẽ cứ... bởi vì bản thân mình cứ đi lẻ, nó nhiều thằng thấy rất ngon, chẳng hạn thằng ná cái rốt nó thì ngon đấy đấy đấy, nó ra nó sọc thế chết đấy. Và cầm ná 1.000 không ta đi một cách làm sao chúng ta có thể thắng trong tất cả mọi kèo đấu. Thì nếu các bạn có ủng hộ cái cầm ná này thì hy vọng tất cả các bạn hãy comment cho mình biết được rằng các bạn cần cái cầm ná nào và cần mình làm vị tướng nào, thì mong các bạn hãy comment. Còn bây giờ cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn quan trọng nhất, làm thế nào để kết thúc trận đấu ạ? Thì đương nhiên đó, chúng ta sẽ ép vào ba đường và phá trụ và thẳng một cách rất cơ bản. Bởi vì đây là một trận đấu không phải là trận đấu khó để chúng ta có những cái kinh nghiệm để kết thúc trận đấu. Sau này sẽ gặp những kèo khó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái giai đoạn ba, cái giai đoạn kết thúc trận đấu. Chúng ta nên đẩy lính đường nào, nên thả rồng đường nào, nên combat đường nào thì sẽ gặp những trận đấu khó. Còn bây giờ mình nghỉ trận đấu kết thúc rồi. Đây là pha các bác cuối cùng. Còn Arum thì không bao giờ trọng binh luôn. Đấy. Thằng ná bay ra cho vui vậy. Và mình nghỉ trận đấu đến đây kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều nha. Vũ như cật nha. Mại yêu. Bye bye.